đường đến không ngon chỗ nào, dòng dòng ra dẫn tới đây nhiều ma túy hiểm nguy chỗ nào, dòng dòng ra dẫn tới đây có chồng ngăn chặn ma túy đến từng công dân, dòng dòng ra dẫn tới đây không cho ma túy hoành hành khắp nơi. Nhiều năm xã hội ra quân tuyên truyền trật tự giữ gìn văn minh, xã hội giàu đẹp ấm no tại sao tệ nạn lại len lỏi vào, mỗi người trách nhiệm phải cao tuyên truyền tư vấn cùng nhau đề phòng đấu tranh không được khoan dung những kẻ phạm tội phải cho vào tù, nạn nhân lầm lỡ gia chủ giáo dục toàn diện vui cùng cộng đồng chớ nên làm mất thần phong nét đẹp người Việt xưa nay lưu truyền. Bạn ơi xin chớ có quên mà dân ma túy kẻ thù chúng ta, làm cho ta nát cửa nhà thì dân tôi héo kéo bao lỗi lầm, mọi người dù ở nơi đâu cứ tìm nhắc bạn chớ nên lao vào, cùng nhau sẽ sức diệt trừ tai nạn ma túy sẽ lùi tránh xa. Đội trưởng xã Nam kính chào từ lòng góp sức dựng xây quê nhà Hương Lan là tôi. Tham gia tích cực tuyên truyền đoàn viên tránh xa tai nạn ngủ nghi xây dựng xã hội văn minh đẹp giàu, thu hằng cô gái yêu kiều trở trưng duyên dáng đứng đầu đời tôi, thấy anh sẽ nhỏ người tôi thích. Sáng người nhỏ thương rất yêu bóng đá và luôn tươi cười, biết thương tính thật thà và kiên gương mẫu thật là đáng yêu, hát hay là giỏi yêu đời thì kiên tích cực thương cùng lời ca. Hôm nay về với xóm Nam giao lưu học hỏi có gì bạn ơi, tinh thần đoàn kết khắp nơi chỉ xây xã hội văn minh đẹp giàu, cuối cùng xin chúc một câu sức khỏe hạnh phúc nhà nhà ấm no, kính chúc vợ yêu. Và tôi cuối cùng xin chúc vợ yêu an thành công rực rỡ.